Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây làm tiếp theo về bí tích Công giáo, và phần 4 là bí tích mình Thánh Chúa bàn thánh thể. Phần thứ 4, giáo hội bày đặt ra cái gọi là lễ ban thánh thể, nôm na là ăn thịt và uống máu Chúa. Lại lấy cái bánh tròn tròn nhỏ nhỏ làm bằng bột, lấy rượu lễ làm bằng nho, rồi linh mục đọc vài câu phù phép bằng tiếng Latin để thánh hóa bánh và rượu đó, gọi chúng là bánh thánh và rượu thánh, nghĩa là chúng đã thực sự biến thánh thể thành thịt và máu Chúa cho tín đồ ăn uống, và gọi đó là để hiệp thông với Chúa và bảo đảm được Chúa cho sự sống đời đời khi Chúa trở lại trần để phán xét thế gian. Và các tín đồ đều tin đó là thịt Chúa, máu Chúa thật, ăn vào, uống vào sẽ được hòa đồng cùng Chúa, mang thánh thể trên người và chờ ngày lên thiên đường. Quý vị cần đọc bài Thiên Chúa Bánh Thánh bị chuột hẩu sực ở của linh mục bài Charles Chiniqui đã được dịch và đăng trên sách hiếm.net. Đã có lần tôi đích thân thử nghiệm xem thánh thể của Chúa Giêsu trong người tôi ra sao. Sau buổi lễ, tôi thản nhiên xếp hàng lên ăn bánh thánh. Theo luật của Cato giáo, người ngoại đạo không được phép hiệp thông với Chúa. Nhưng ông cha làm lễ đâu có hỏi tôi là người theo đạo hay không, nên vẫn thản nhiên đặt vào lưỡi tôi chiếc bánh thánh. Theo nguyên tắc, chiếc bánh này là toàn thân của Chúa, cho nên tín đồ phải để cho nó tan trong miệng, chứ không được ngài nhai vụn. Vì tôi là người ngoại đạo, nên tôi tự cho phép bất tuân những luật lệ kỳ cục của giáo hội và thản nhiên nhai chiếc bánh thánh trong miệng xem vị thịt của Chúa ra sao, và người tôi có khác gì không. Bánh nhạt nhẽo vô vị và những mảnh vụn tan mau trong miệng. Tôi chợt nghĩ tới một phần chiếc bánh này sẽ đào thải qua bộ máy tiêu hóa, nói nôm na là theo đường đại tiện và tiểu tiện. Và tôi cho rằng thánh thể chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hòa đồng trong người tôi. Đó là tôi dùng lý trí để đưa ra một kết luận dựa vào những điều tôi biết về bộ máy tiêu hóa của con người mà tôi đã học ở những lớp trung học. Nhưng linh mục mà Joseph Amsikhab lại có cái nhìn khác về lễ ban thánh thể, vì ông ta đã làm lễ này không biết bao nhiêu lần trong các nhà thờ. Trong cuốn Sự thật về giáo hội La Mã, ông viết như sau: bí tích thánh thể nghĩa là giáo điều về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong bánh và rượu đã được thánh hóa, đích thực là niềm tin chính của giáo hội Cato. Vì trên cái sở hữu vô giá về cuộc sống, một đời sống thực của Thượng Đế trong họ, và trên cái bản chất kỳ lạ của chế độ giáo hoàng mà các tín đồ Cato có thái độ ưu việt nực cười đối với tất cả phần còn lại của nhân loại. Và bí tích này là một trong những niềm tin ấu trĩ và điên rồ nhất được duy trì trong một tôn giáo văn minh. Giáo điều về lễ ban thánh thể của giáo hội thường không được rõ ràng, không phải vì giáo hội trình bày sai, nhưng vì sự kiện là một người ngoại đạo không tin được rằng bất cứ một con người hiện đại có học thức nào lại có thể tin được những điều như vậy. Họ biết giáo hội dạy rằng có sự hiện diện đích thực của thần Kitô trong bí tích thánh thể, đã quen thuộc với niềm tin rằng thần Kitô ở khắp mọi nơi. Họ không thấy một ý nghĩa trí thức to lớn nào trong bí tích này. Họ không biết và không thể bị thuyết phục rằng những tín đồ Cato tin và giáo hội của họ đoán chắc một cách giáo điều rằng cái ở trước mắt họ rõ ràng là bánh và rượu. Sao vài lời thánh hóa lại không phải là bánh và rượu mà là chính nhục thân sống của Giêsu Kitô từ đầu tới chân?
Trong buổi đầu của thời Trung Cổ, cũng như trong nhiều triệu tín đồ Cato vô học ngày nay, giáo hội không cần tới một sự giải thích nào về sự biểu hiện của bánh thánh và rượu, cũng như không cần tới một sự toan tính giải thích nào về tại sao nhục thân của Chúa Kitô cùng lúc ở trên thiên đường và hàng triệu nơi khác trên trái đất. Đối với những đầu óc như vậy, họ có thể tin bất cứ điều gì. Mọi giải thích cũng rườm rà như mọi lý luận. Thật là rất thuận tiện. Bằng một hoạt động siêu nhiên, trong buổi lễ, cái thể vô hình của bánh và rượu được thay thế bằng cái thể của nhục thân thực sống động của Chúa Kitô. Còn về tại sao nhục thân của Chúa Kitô có thể cùng lúc ở hàng triệu người khác nhau, và toàn bộ nhục thân này hiện hữu trong một mẩu bánh, thì câu trả lời là hãy cúi đầu tuân phục bí nhiệm của sự biến thể. Trong đoạn trên, linh mục Joseph Amsikap đã chứng tỏ đức tin Cato về bí tích thánh thể là phi lý. Vì nếu dùng lý trí để suy luận thì không ai còn có thể tin vào những điều hoang đường kỳ quặc như vậy. Cũng vì vậy mà chúng ta thấy trong cuốn Những vị thần cuối cùng của huyền thoại, Giave và Giêsu, tiến sĩ William Hartwood, một tín đồ Cato, phải mất 3 năm mới tỉnh ngộ và bỏ được những niềm tin phi lý sau khi nghiên cứu lịch sử các tôn giáo trong đế quốc La Mã, và khám phá ra rằng bí tích ăn thịt uống máu Chúa mà ông đã tin và thọ hưởng bí tích này hàng tuần và trong nhiều năm đã có từ 3.000 năm trước khi Giêsu ra đời, và rằng các thần hay gót chỉ là những chuyện tưởng tượng y như những chuyện thần tiên kể cho trẻ con. Học giả Henry Guillemin cho bí tích này là một trò ảo thuật của giáo hội bày đặt ra, và viết trong cuốn Cái giáo hội khốn nạn như sau: bằng vài lời lẩm bẩm, giáo hội gài vào trong một mẩu bánh thân thể thực sự bằng xương bằng thịt của Giêsu Kitô, để cho tín đồ dùng qua đường ăn uống. Tác giả muốn nói đến bí tích bàn thánh thể. Trần Trung Ngọc: bàn về bí tích bàn thánh thể, David Hummer, một triết gia nổi tiếng của Scotland, phát biểu như sau: trong tất cả các tôn giáo thì tôn giáo vô lý và vô nghĩa nhất là tôn giáo mà những người hiến thân cho Chúa sau khi đã tạo ra Chúa lại đi ăn thịt Chúa của họ. Đó là cái phần thứ tư nói về bí tích ban thánh thể. Cũng xin nhắn lại với kiến chiếu chúng mà bọn Kitô hữu vào ở trong kênh của Nghĩa Hiệp bình luận, và cũng như những linh mục bình luận thì cũng nên là suy nghĩ cho kỹ và tìm hiểu lịch sử cho kỹ rồi hãy nói cho chúng tôi thấy. Các vị mà bình luận vô trong đó thì giống như là những cái con thiêu thân mà nhảy vô thôi, chả có gì khác gì những cái thành phần mà cố tình để mà lên án, cố tình để mà xuyên tạc, để cố tình mà phủ nhận, mà không thiếu đi sự thừa nhận chân chính, mang một tính cách rằng là có nghiên cứu, có tìm hiểu và thấu đáo cái tôn giáo của mình, cái đạo giáo của mình. Nhớ nha, các con chiên với lại bọn nhà thờ, nhớ đấy.